Chỉ hơn 200 triệu, bìa đỏ trao tay ngay tại xã Ea Mờ Nang. Bất động sản với 5 lô F0 chưa qua đầu tư, mặt tiền đường bê tông rộng 8m, trong đó có 4 lô ngang 5m sâu 27m, nở hậu 5,5m và 1 lô 8,67m sâu 27m và nở hậu tới 11m43. Tất cả đều nở hậu phong thủy cực tốt cho quý anh chị nào đầu tư F0 được mau mắn và thuận lợi. Bất động sản nằm ngay tại trung tâm Ea Mờ Nang. Và chỉ 900m, bất động sản sẽ tiếp cận được chợ, trường học, ủy ban và rất nhiều tiện ích xã hội khác. Hiện trạng đã được đóng cọc và làm mặt bằng thông thoáng, xung quanh là khu dân cư hiện hữu, hàng xóm thân thiện. Bất động sản kết nối vùng cực tốt với các nút giao thông di chuyển ra tỉnh lộ 8, đi qua Cư Xê, E Bốc, Quảng Phú hay kết nối qua xã E3 cũng cực kỳ thuận lợi. Các vị trí này có dự thảo sáp nhập về thành phố Buôn Ma Thuột. Đây là một cú hit cho bất động sản tại nơi đây. Ea Mờ Nang là một khu vực kinh tế rất phát triển. Những năm qua, giá nông sản tăng cao làm cho kinh tế người dân khu vực này phát triển ổn định. Bất động sản sở hữu pháp lý thổ cư, bìa riêng, giá F0 tốt nhất khu vực. Chỉ hơn 200 triệu thôi là quý anh chị, cô bác chúng ta đã sở hữu được một bất động sản ngay tại trung tâm Ea Mờ Nang. Nhanh tay liên hệ với chúng tôi ngay để cùng đi xem đất và chốt nha!